Rồi quý vị ơi, 1835, hai cây lâm dồ 200k bao ship toàn quốc nha quý vị. Cây lâm dồ nó khác cây bồ đề nha quý vị. Cái bồ đề thì nó có cái đuôi này á, cái đuôi nó có cái đuôi dài. Còn lâm dồ lá nó không có đuôi. Đó. Lá nó nhìn giống nhau nhưng mà đây nó có cái chót này, nó có cái đuôi dài là bồ đề. Còn nó không có đuôi là lâm dồ. Rồi, hai cây 200 bao ship toàn quốc nha. Anh nào quen á thì tôi ship có lạ chuyển khoản nha. Nãy giờ mệt quá quên cái vụ đó, bây giờ nói lại nha. Quen ship code lạ chuyển khoản nha. Rồi xuống đi ơi.